Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Si và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot có trong ngày hôm nay nhé. Nhắc đến mỹ nhân hách tuổi thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung, chắc chắn Đàm Tùng Vận là cái tên hot nhất. Sinh năm 1990, năm nay đã 31 tuổi, vậy nhưng cô nàng xấu vi ruồi chẳng khác nào học sinh cấp 3. Có lẽ chính vì lý do này mà Đàm Tùng Vận được nhiều đạo diễn lựa chọn đóng vai chính trong các bộ phim chủ đề thanh xuân vườn trường, tình cảm trong sáng. Rất nhiều netizen đã trở thành fan của nữ diễn viên vì nét đẹp ngọt ngào, ngây thơ và đáng yêu. Tối ngày 15 tháng 7, Đàm Tùng Vận bất ngờ trở thành cái tên hot trên mạng xã hội khi nàng cảnh cảnh đăng loạt ảnh tự khoe mặt mộc 100% của mình. Cho các bạn một cơ hội được nhìn thấy mặt mộc của tôi nè. Ngay lập tức, các fan nhanh chóng nhảy vào soi bằng được vi rùa không son phấn của nữ diễn viên. Hóa ra thánh hách tuổi cũng có khuyết điểm nhan sắc. Vậy nhưng soi khuyết điểm là vậy, dân tình vẫn đổ rầm rầm trước làn da mịn màng, căng bóng của Đàm tùng vận. Chẳng cần son phấn, thế nhưng nước da của nữ diễn viên vẫn bóng khỏe, không hề bị mụn tấn công. Rất nhiều fan cho rằng nét đẹp tuổi 31 của Đàm Tùng Vận chẳng khác nào cô sinh viên 21 tuổi. Đàm Tùng Vận trẻ thật đấy, mặt mộc quá đỉnh ảnh tự chụp xinh không kém gì lúc đi sự kiện. Trước đó, phía quản lý của nữ diễn viên Cẩm Tâm Tự Ngọc cũng đã tung liền hình ảnh full HD đẹp mắt, clip hát like ca khúc, đó có phải sáng vẻ cậu muốn khi trưởng thành. Đàm Tùng Vận gần như để mặt mộc và khoe giọng hát ngọt ngào. Tuy không hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp, vậy nhưng Đàm Tùng Vận vẫn được đông đảo khán giả khoan nghênh bởi sự đáng yêu nghịch ngợm. Để đáp lại sự yêu mến từ người hâm mộ, ekip của Đàm Tùng Vận mới tung ra loạt ảnh Full HD nét căng này. Đây là loạt ảnh được trích ra từ buổi tiệc sinh nhật riêng tư kết hợp ca hát sao lưu với fan của Đàm Tùng Vận. Đầu năm 2021, Đàm Tùng Vận gây bão làng phim và liên tục lọt vào danh sách diễn viên được khoan nghênh nhờ vài nữ chính là thập nhất nương ở cầm tâm tượng ngọc. Vì đóng cặp quá ăn ý nên khán giả mới có ý đẩy thuyền cho Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương. Chỉ tiếc rằng ông chú U50 Trung Hán Lương đã có vợ và con từ trước thuyền tình chưa kịp trèo ra khơi đã bị sóng đánh giạt vào bờ. Hiện tại, Đàm Tùng vẫn đang bận rộn quay phim mới mang tên Xin gọi tôi là Tổng Giám cùng bạn diễn chưa có vợ con Lâm Canh Tần. Trong bộ phim Xin gọi tôi là Tổng Giám, Đàm Tùng vẫn đóng vai Ninh Mông, cô gái luôn nuôi ước mơ cho thành một nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh, Lâm Canh Tần, lại cho rằng Ninh Mông không có tối chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình. Sau này giữa Ninh Mông và Lục Kỳ Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm. Hai người dần dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Kỳ Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn. Mới đây, ekip sản xuất phim Thời đại mới của chúng ta vừa hé lộ loạt ảnh mới của Đàm Tùng Vận. Thời đại mới của chúng ta là series phim nhiều tập, mỗi tập đều có nội dung hướng về giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, trong phần phim Bởi vì có gia đình, Đàm Tùng Vận và Bạch Kính Đình đóng vai chính. Cặp đôi gây tò mò với hình ảnh, Bạch Kính Đình quay video clip bằng điện thoại. Còn Đàm Tùng Vận thì xuất hiện với hình ảnh thiếu nữ đồng quê thanh thuần. Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Đàm Tùng Vận gây ấn tượng bởi sáng vẻ trong trèo ngọt ngào. Nữ diễn viên ăn mặc đơn giản, trang điểm tự nhiên trong sáng. Đàm Tùng Vận khiến khán giả của cầm tâm tự ngọc không còn nhận ra hình ảnh của La Thập Nhất Nương dịu sàng, nhu mì từng gây sốt cách đây ít lâu. Chúng mình là Hồng Xe buýt Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!